Sau đây là những thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tính từ 16 giờ ngày mùng 1 tháng 2 đến 16 giờ ngày mùng 2 tháng 2, Ninh Bình ghi nhận 132 ca bệnh xác định mới, trong đó có 117 ca mắc tại cộng đồng và 15 ca mắc trong khu cách ly, khu phong tỏa. Toàn tỉnh có 42 ổ dịch đang hoạt động, có 89 ca bệnh đã điều trị khỏi và xuất viện trong ngày mùng 2 tháng 2.